Bùm. Rồi, hệ thống bị công kìa. À, cái thằng đặt hí kìa. Nóc, 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 hai tiếng. Còn hai nữa. Chạy như chạy trên đồi kìa. Hướng 60 ấy. Ừ, lại, 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 lại. Nói vào, chạy vào kìa. Rồi, chạy trôn vào. Vãi nồi. Tôi một một kill vãi nồi. Vãi cả nồi. Thằng kia không có máu và bo nhỉ. Chắc đeo kỳ bơm. We are the best. Sao tối nay top 1 nó dễ dàng thế? Không dễ đâu em ơi. Em nhìn cái đường anh chạy bò đi cứu thế kia mà bà bảo dễ. Vậy em mà bảo kêu dễ được tài thật. Có thằng hướng vào sau 10 nãy nghe có nghe tiếng súng mà nó tiêu ta. Ờ, tao nghe có tiếng súng mà, tao nghe tao nhìn có bóng người chạy đấy mà. Ừ, tao nghe tiếng. Tao không nghe có tiếng súng gì đó đâu mà. Ờ, nó oằng luôn. Thay đạn gì đó, tôi còn bỏ thằng kia chết, nó chết được. Chắc nó bị nóc rồi sao, kia chạy vào cứu. Bắn xong phải đứng màn hình gỗ, sao kỳ vậy?